Sau đây giới thiệu đến quý vị bài viết để kỷ niệm 50 năm 1955-2005, Hội Văn hóa Bình dân, Huỳnh Văn Lang, nguyên hội trưởng 1955-1963. Mở ngoặc. Bài này giới hạn trong 10 năm đầu, một phần vì Hội Văn hóa Bình dân về sau đã biến thể nhiều. Phần khác, người viết không biết rõ mà cũng không có tài liệu để tham khảo. Về 10 năm đầu thì Ban Quản trị Hội nhiệm kỳ 1964-1965, hầu hết các thành viên hiện còn sinh tiền ở hải ngoại, đã để lại một tập tài liệu kỷ niệm 10 năm hoạt động của Hội Văn hóa Bình dân. Một bản do chị chi hội trưởng gia đình Trần Thị Màu, hiện ở Toronto, Canada, và một bản do chi hội trưởng Biên Hòa Trần Xuân Ranh, hiện còn ở Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Hầu hết những hình ảnh và những con số đã được lấy ra từ hai tập tài liệu này. Thật là vạn hạnh, đóng ngoặc. Đúng 50 năm trước đây, 1954, ở miền Nam Việt Nam đã xuất hiện một phong trào giáo dục bình dân, hoàn toàn do sáng kiến và thiện chí tư nhân phát động. Từ số 0, nó đã lớn mạnh và đóng góp rất nhiều vào công cuộc phát triển xã hội miền Nam Việt Nam trong suốt một thời 20 năm tự do ngắn ngủi của nó. Thiết nghĩ bây giờ đã đến lúc chúng tôi phải nhìn lại để xác nhận cái sắc thái thiện nguyện đặc biệt, cũng như ghi lại những thành quả cụ thể của nó, và nhất là để tưởng nhớ những cá nhân đã để lại một cái gương mẫu, nếu không nói là một sự nghiệp mà con người vì lý do nào đó đã vô tình quên lãng. Là những người phát động ra phong trào thiện nguyện đó, chúng tôi tự cho mình có trách nhiệm phải sửa chữa phần nào sự thiếu sót đó, một khi mà một số người đã lặng lẽ ra đi không mấy ai biết. Ngoại chăng năm ba bạn đồng chí đồng nghiệp còn sinh tiền đang sống rải rác đó đây ở Nam Châu. Khi viết lại những trang này, chúng tôi không chủ tâm đề cao cá nhân này hay hai ba cá nhân kia, vì đây là một phong trào gồm nhiều sáng kiến, nhiều thiện chí, nhiều hy sinh khác nhau mà chỉ có một chế độ tự do dân chủ mới biết tôn trọng và làm cho nảy nở được. Ngoài ra, chúng tôi muốn lợi dụng thời điểm 50 năm này để hòa mai nối lại được một chút tình tự văn hóa bình dân, cũng là tình tự đồng bào, tình tự quê hương, tha hương ngộ cố tri, phải chăng là một trong bốn cái phúc của người xưa mà cũng là của người nay. Thứ nhất, Hội Kinh Hoa. Vốn sau Hiệp định Geneva 21 tháng 7 1954, Thủ tướng Ngô Đình Diệm có kêu gọi các sinh viên Việt Nam du học từ Pháp, Bỉ, Mỹ về giúp nước, và có một số đã hưởng ứng xếp bút nghiêng đi về, và trong số đó có ba người là Lê Thành Cường, Đỗ Trọng Chu và Huỳnh Văn Lang. Sau khi trình diện Thủ tướng Ngô Đình Diệm ngày 25 tháng 8, 1954, Sở Nội dịch Phủ Thủ tướng lúc bấy giờ còn ở Dinh Gia Long cho chở chúng tôi ra ở tạm trong nhà ngủ Kinh Hoa, đầu đường Trần Hưng Đạo, Chợ Lớn. Không ai dè, đây đã có một cuộc hội ngộ tiền định tay ba giữa ba con người tầm thường nói trên. Đang khi chờ đợi chính phủ giao cho mỗi người một chức vụ nhỏ lớn nào đó, họ đã gặp nhau khi về đêm ở nhà ngủ Kinh Hoa, và trước khi lên giường để tìm một giấc ngủ khó khăn vì thời tiết tháng 8, tháng 9 mà phòng ngủ lại chật hẹp dơ bẩn, chỉ có một chiếc quạt trần ồn ào hơn là cho một chút gió mát. Ngoài ra, từ những phòng kế cận, gần cả đêm có những tiếng cây bài con chim, tức bài mặt chược, vang dội,
chen lẫn với những tiếng trửng giỡn, làm tình giữa những con gái làng chơi có giọng nói the thé và các người đàn ông tài phú Hoa Kiều xí xô xí xào, chửi thề, cười ghẹo thô tục. Có thể cũng vì khó ngủ mà họ cùng nhau đi chơi Sài Gòn Chợ Lớn về đêm. Họ đi dạo các nẻo đường tăm tối, họ ngồi lại ăn một chén chè lạnh hay một tô cháo nóng, và họ đã cùng nhau nhận xét, cũng là tâm sự về tình trạng hậu tiến của xã hội Việt Nam lúc bấy giờ. Thật ra, lúc bấy giờ, Hiệp định Geneva chia đôi đất nước như là đem lại hòa bình cho Việt Nam, nhưng tất cả những khó khăn xã hội cũng như chính trị đều dồn dập miền Nam phải lãnh đủ. Sự kiện hơn 800.000 đồng bào miền Bắc chạy cộng sản vào Nam, sự kiện quân đội viễn chinh Pháp tập trung về miền Nam, sự kiện các đảng phái chính trị và giáo phái thừa nước đục thả câu, sự kiện các thế lực ngoại bang, đời có, đạo có, bạn có, thù có, tha hồ tìm phương ảnh hưởng, vân vân. Giữa cái xã hội miền Nam Việt Nam so sánh được như là một bát quái trận đồ. Nếu muốn tìm một con đường để dấn thân gọi là giúp nước không phải là khó, mà cũng không phải là dễ. Không khó vì đâu đâu cũng có nhu cầu lõa lồ trần trụi. Không dễ vì làm cái gì cũng phải có phương tiện, mà ba anh chàng hội nghị Kinh Hoa nói trên lại không có phương tiện. Cho nên nhận xét thì tha hồ nhận xét, thảo luận thì tha hồ thảo luận. Và như thế trong cả 4 tuần lễ tháng 9 1954. Cái mai là cả ba cá nhân tầm thường nói trên lại cùng một nhân sinh quan như nhau, nhận thấy mình có nợ với xã hội vì mình được đãi ngộ hơn bao nhiêu người khác, cho nên họ có một ưu tư như nhau, tức là tìm phương trả nợ xã hội. Cái mai nữa là họ có những đức tính rất khác nhau, nhưng lại rất bổ túc cho nhau. Đến đây, người viết phải gọi con bò là con bò, không dám gọi con bò là con hổ. Anh Lê Thành Cường là một kỹ sư nông nghiệp của Pháp. Anh Đỗ Trọng Chu còn đang theo chương trình cao học chính trị, bàn giao quốc tế Đại học Georgetown, Washington, D.C. Huỳnh Văn Lan đang còn dang dở khóa cao học Econometrics, Đại học Chicago. Ba anh em chúng tôi gần cùng một tuổi với nhau, Lê Thành Cường và Đỗ Trọng Chu, người Bắc, Huỳnh Văn Lan, người Nam, kẻ Công giáo, người Phật giáo. Họ đã giới hạn nhận xét của họ trong phạm vi nhỏ hẹp là tình trạng kinh tế xã hội hậu tiến của Việt Nam. Tình trạng hậu tiến đã lộ liễu bằng những cống rãnh hôi thối kề bên tiệm chè, tiệm cháo, bằng những đống rác ngập đầu ngay trước cửa nhà, bằng những đống cướp người, cướp thú, bằng những trẻ em nghèo đói, rách rưới, lang thang, ngủ bờ, ngủ bụi, bằng những con gái làng chơi 12-13 tuổi lên xuống cầu thang nhà ngủ, bằng những gã đàn ông ăn xin dẫn theo cả đoàn thê tử. Là những sinh viên sống nhiều năm ở Âu Mỹ, chúng tôi nhận thấy những khác biệt rất buồn lòng giữa một xã hội tân tiến và một xã hội hậu tiến, cũng như nhận thấy mình bất lực. Nếu muốn làm cái gì để sửa chữa sự khác biệt quá xa vời đó, đêm đêm chúng tôi trầm tư ôm lại gương các vị tiền bối như Phạm Phu Thứ, Nguyễn Trường Tộ, Trương Vĩnh Ký, Phan Chu Trinh, vân vân, đã có cơ hội xuất dương công cán, tham quan hoặc tầm học sau khi trở về nước nhà, đã tìm cách phổ biến những điều mình đã khám phá, học hỏi ở nước người bằng cách viết điều trần, làm báo, mở học hội và thư xã, đi du thuyết vận động phong trào Duy Tân. Và sau nhiều đêm thảo luận, chúng tôi đi đến kết luận sau đây. Cái căn nguyên sâu xa của tình trạng hậu tiến nói trên là hậu tiến văn hóa, cho nên nếu nâng cao được trình độ văn hóa, thì tất nhiên
thay đổi được ít nhiều tình trạng hậu tiến kinh tế xã hội được. Thế là chúng tôi đã vạch ra cho mình một con đường dấn thân cũng gọi là giúp nước. Lộ trình anh em chúng tôi phải đi đã rõ ràng. Mở trường học, làm báo, mở nhà in và xuất bản để nâng cao dân trí, mà không có giới nào cần phải nâng cao trình độ văn hóa hơn là giới bình dân. Nhu cầu văn hóa của giới này là một nhu cầu vừa khẩn cấp vừa rộng lớn trong thời điểm miền Nam Việt Nam sau Hiệp định Geneva tháng 7 năm 1954. Cũng rất may là dân Việt Nam mình luôn luôn trọng chữ sĩ và phần đông các giới đều hiếu học. Cho nên chẳng bao lâu chúng tôi đã đặt trọng tâm hành động khá rõ ràng. Nhưng từ đó đi đến chỗ thực hiện một mưu đồ văn hóa là một con đường dài thật dài. Thật ra mưu sự thì dễ mà thực hiện sự việc gì thì thật là khó vì làm gì cũng phải có phương tiện là tiền, không tiền thì ít ra phải có quyền, mà cả ba chúng tôi không có tiền, nhiều ít thì không có, mà quyền chức lớn nhỏ cũng chưa được. Lòng thành thiện chí không bao giờ đủ, bấy giờ chỉ trông cậy vào phép lạ thôi. Trong nhiều trang giấy đó đây, người viết hay dùng danh từ phép lạ, không có nghĩa siêu hình học. Chỉ có nghĩa là quá ngoài sự mong đợi hay tính toán của con người, hay là những trường hợp phi phàm quá sức thường tình của con người. Và phép lạ đó đã đến với chúng tôi như sau. Cũng trong thời gian cuối tháng 9 1954, hai anh bạn chúng tôi đã được một chức vụ nhỏ nào đó. Anh Chu làm công cán ủy viên ở phủ tổng ủy di cư. Anh Cường làm gì đó ở Bộ Canh Nông. Tôi từ đầu tháng 9 được Thủ tướng cho làm phụ tá bí thư Thủ tướng là Võ Văn Hải, lo dịch hay viết thông cáo và sắp xếp hồ sơ, thư từ. Nhưng qua đầu tháng 10 thì có loạn tướng Nguyễn Văn Hinh mưu toan lật đổ chính phủ Ngô Đình Diệm. Tình hình quá căng thẳng. Đến một lúc Thủ tướng Diệm quá chán nản, muốn bỏ cuộc đi qua Pháp, trình quốc trưởng Bảo Đại, bỏ mọi sự còn đang dang dở lại sao? Thế là Thủ tướng cho gọi Huỳnh Văn Lang. Thật tình ông ưu tư cho tình trạng dang dở của Huỳnh Văn Lang, là người hưởng ứng lời kêu gọi của ông, bỏ lại học bổng, bỏ lại chương trình cao học, về đây để rồi phải gặp tình trạng dang dở như thế này. Thủ tướng Diệm nói, có thể chánh phủ không tồn tại được. Tôi gửi anh qua Bộ Tài chánh để anh có một công việc chắc chắn. Nếu chánh phủ có thay đổi, thì ít ra anh có lương bổng để sống. Nếu anh muốn trở lại Mỹ cũng dễ dàng hơn. Hiện nay thì anh Phương là Bộ trưởng Tài chánh, cũng đang cần một phụ tá để theo dõi hòa đàm tài chánh tiền tệ ở Paris. Thế là bất đắc dĩ Huỳnh Văn Lang phải qua làm việc ở Bộ Tài chánh với anh Trần Hữu Phương. Cũng may anh là một người bạn từ lúc còn ở Paris, nên cũng không có gì khó khăn cả, nhất là có một công việc phù hợp với sở trường, học hỏi của mình hơn. Về Bộ Tài chánh, tôi được đồng hóa với chức vụ phó đốc sự gì đó, lương tháng 7.800 đồng. Ngoài việc theo dõi hòa đàm Paris về việc thanh toán Ngân hàng Đông Dương và thiết lập Ngân hàng Quốc gia cho ba nước Lào, Cao Miên và Việt Nam, Huỳnh Văn Lang còn được giao phó công việc thanh toán ngân sách của ba phần, Nam phần, Bắc phần và Trung phần, để thống nhất ra ngân sách quốc gia. Trong khi xem lại ngân sách Nam phần để biết cái gì phải bỏ, cái gì phải giữ lại, tôi bắt gặp một ngân khoản 50.000 đồng ghi cho một tiết mục Đại học Bình Dân không xài tới. Eureka, đây là phép lạ. Lập tức người viết xô cửa Bộ trưởng Phương và yêu cầu ông làm thế nào cho tôi được sử dụng ngân khoản này, cũng trong mỗi một mục tiêu giáo dục bình dân.
và sau khi nghe tôi trình bày vắn tắt về mưu đồ mở các lớp tối cho giới bình dân, anh Trần Hữu Phương chấp nhận ngay. Thật là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Anh cho gọi Tổng Thư ký Trần Văn Phò và cho lệnh tìm cách thỏa mãn yêu cầu của người viết, tức là liên lạc với thủ hiến Nam Phần Trần Văn Lắm để tháo khoán 50.000 đồng cho Huỳnh Văn Lang. Cho nên cần phải ghi nhận ra đây, anh Trần Hữu Phương là ân nhân đầu tiên có tên trong sổ vàng của chúng tôi. Mở ngoặc, sau năm 1975, anh Phương đã chết lạnh lẽo một mình, xa vợ xa con, trong một ngôi nhà nhỏ trong cư xá phủ tổng thống, đường Nguyễn Đình Chiểu, gần nhà của chúng tôi ở số 2, đường Thoại Ngọc Hầu, bây giờ là Phạm Văn Hai. Trên bàn la liệt những đồ án xây cất to lớn. Anh là kỹ sư công chánh, có những nồi cơm, tổ cá mốc meo trong bếp. Anh chết đã mấy ngày rồi. Đóng ngoặc. Không cần phải nói là lập tức Huỳnh Văn Lang báo tin cho Lê Thành Cường biết là chúng mình sẽ có phương tiện nay mai và có thể khởi công được. Và một sự kiện lạ lùng là chúng tôi đã đặt cái cài trước con bò mà vẫn làm được việc. Con bò tôi nói ở đây là phép tắc của chánh phủ, vì chúng tôi đã khởi công hoạt động văn hóa trước khi được phép của Bộ Quốc gia Giáo dục, và cái hay nhất là chánh quyền để cho chúng tôi tự do biết tôn trọng sáng kiến của chúng tôi. Nếu không giúp đỡ thì cũng không làm khó dễ vì ghen tị cạnh tranh. Đó là một điểm son của chánh phủ Ngô Đình Diệm, biết tôn trọng sáng kiến của tư nhân, chính đó là dân chủ. Hẹn nhau cùng vào Chợ Lớn ăn chè, cũng là ngồi lại để quyết định một mô hình hoạt động văn hóa cho giới bình dân. Chỉ trong một chiều hôm đó, có thể là ngày 15-16 tháng 10 gì đó, chúng tôi đã đồng lòng về hình thức như sau. Một trường bách khoa bình dân, chương trình học được quan niệm rõ ràng làm hai ban, ban văn hóa dạy chữ, dạy ngoại ngữ và ban thực nghiệp, dạy nghề. Cái mô hình giáo dục này không có gì mới lạ. Chính anh Chu cũng đã nghe bố mình nói về trường Đông Kinh Nghĩa Thục hoạt động ở Hà Nội năm 1907, cũng như chính anh đã xung phong vào mặt trận chống nạn dốt của cụ Nguyễn Văn Tố, hội trưởng Hội Truyền bá Quốc ngữ ở Hà Nội vào năm 1945. Anh Cường cũng biết những lớp tối của nhiều trường đại học ở Pháp, và chính Huỳnh Văn Lang cũng đã theo học ngoại ngữ ở những lớp tối ở Gia Nã Đại, ở Mỹ. Vấn đề thứ hai phải nghĩ đến là giảng viên. Ba anh em chúng tôi cũng có thể trách nhiệm ít ra là 4-5 lớp, nuôi heo, nuôi gà, tiếng Anh, tiếng Pháp, kế toán, kinh tế nhập môn. Nhưng vẫn chưa đủ. Tuy nhiên, đã có những bạn ở Mỹ cùng về với chúng tôi, như anh chị Nguyễn Thái, anh chị Bùi Kiến Thành, anh Đỗ Vạn Lý, còn có các anh bạn kỹ sư cùng lớp với anh Cương như anh Nguyễn Phố Lưu, anh Bửu Loan. Ngoài ra chúng tôi còn có hai con cháu Huỳnh Anh và Huỳnh Xuân rất giỏi tiếng Quan Thoại và Quảng Đông. Nhìn qua nhìn lại thấy bản kiểm kê cũng không tệ lắm. Chỉ có việc là làm sao thuyết phục cho anh chị chịu bỏ ra 1-2 giờ khi về chiều, từ 6-7 giờ đến 8-9 giờ là có thể khởi công được ngay. Thật ra lúc bấy giờ tham vọng của chúng tôi thật khiêm tốn. Chúng tôi chỉ nghĩ đến một trường sở 10-15 lớp, 200-300 học sinh là thỏa mãn rồi, vì ít ra chúng tôi cũng biết giới hạn của mình. Trong hạ tuần tháng 10, chúng tôi nhận được măng đa, tức là ngân phiếu, 50.000 đồng, như anh Phương hứa, và cũng có một bữa hội tay ba ở tiệm tạo, nếu tôi còn nhớ rõ là ở chợ cũ thì phải. Hôm ấy, chúng tôi đi đến chỗ phải phân công cho nhau. Huỳnh Văn Lang sẽ là giám đốc trường Bách Khoa Bình Dân, trách nhiệm giao thiệp với chánh quyền, xin giấy phép,
mượn trường sở, cảnh sát giữ trật tự an ninh, nhất là lo chạy tiền, tìm phương tiện. Anh Chu trách nhiệm chương trình giảng dạy, sắp xếp, thời khóa biểu, ấn định tiêu chuẩn nhập học và mãn khóa, viết ra nội quy, điều lệ cho phù hợp. Anh Cường sẽ là thư ký, thủ quỹ, phụ trách nội vụ, bút chì bút mực, giấy tờ, tài liệu giáo khoa cho học viên. Mai thời sở nội dịch có cấp cho tôi một chiếc xe jeep nhà binh hoàn toàn lỡ lói, nhưng chạy còn tốt. Nhờ thế mà nhiều ngày liên tiếp, chúng tôi tha hồ đi gặp ông này, bà kia. Và kết quả mượn được trường nữ Tôn Thọ Tường, sao đổi ra là Phan Văn Trị. Bà hiệu trưởng đã giúp tôi lên thẳng ông Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Dương Đôn, mượn trường và xin giấy phép hoạt động giáo dục bình dân. Ngoài ra, bà còn cho phép chúng tôi dùng một nửa phòng lưu trữ tài liệu giáo khoa của trường để làm văn phòng cho Giám đốc trường Bách khoa Bình Dân. Tất nhiên, bà hiệu trưởng này là ân nhân của chúng tôi. Rất tiếc là ngày nay chúng tôi không còn nhớ tên của bà nữa. Thật ra, trong thời điểm lúc bấy giờ, một văn phòng nhỏ 2 thước trên 4 thước là một nhu cầu thật cần thiết và quan trọng cho trường Bách khoa Bình Dân, 200-300 học viên. Huống là cả 1-2 ngàn, thế là trường sở và văn phòng kể là đâu đã vào đó. Bà hiệu trưởng chỉ yêu cầu chúng tôi sau khi sử dụng phải trả lại sau mỗi tối, phải còn ở trong tình trạng sạch sẽ, vệ sinh như trước. Như thế, trong hạ tuần tháng 10, chúng tôi đã sẵn sàng với một ban giảng viên trên dưới 12 người, có những sở trường, sở đoạn khác nhau, và đầu tiên quyết định là có thể thâu nhận học viên đầu tháng 11. Nhưng vì vấn đề kỹ thuật, anh Cường chưa cho in xong các giấy tờ cần thiết như thẻ học viên, giấy lập hồ sơ, nên đã dời lại ngày 15 tháng 11, 1954. Và cái gì phải đến đã đến, và đã đến một cách quá sự dự bị của chúng tôi. Tất nhiên, trước khi thu nhận học viên, chúng tôi đã quảng cáo trên báo chí ở Đô Thành, trên đài phát thanh, còn có ban đô, có bích chương đây đó, nhất là trên đường Trần Hưng Đạo, gần xa chung quanh trường Tôn Thọ Tường, trước cửa rạp cine Đại Nam của ông Ưng Thi, chung quanh chợ Sài Gòn, cũng là ngay giữa trục giao thông của thành phố. Vì thế mà sự hưởng ứng của giới bình dân hiếu học hóa ra như vũ như bão, quá sức tưởng tượng. Trong tập hồi ký chúng tôi có ghi là gần 2.000, nhưng theo tài liệu 10 năm hoạt động của Ban Trị sự Hội Văn hóa Bình Dân, nhiệm kỳ 1964-1965 thì ghi là 7.719 người ghi tên học. Nhưng số lớp có hạn nên trường chỉ thu nhận được có 1.275 học viên. Mở ngoặc Ban Trị sự Hội Văn hóa Bình Dân, nhiệm kỳ 1964-1965, Hội trưởng Đào Trinh Bính, đệ nhất phó hội trưởng Bùi Văn Thinh, đệ nhị phó hội trưởng Phan Văn Trí, tổng thư ký Trương Đình Huân, kiểm soát viên Phạm Đình Ngọc, Vũ Quang Nghĩa, Nguyễn Ngọc Trung, giám đốc trường Bách khoa Bình Dân Sài Gòn Chợ Lớn, bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng, trưởng ban Tráng Miên, Nguyễn Ngọc Trung. Và trường đã có những lớp sau đây: ban văn hóa, các lớp dạy tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Quang Thoại và tiếng Quảng Đông. Tiếng Anh có đến 4 lớp, tiếng Pháp 3 lớp, tiếng Quảng Đông 2 lớp, tiếng Quang Thoại 2 lớp, còn có lớp dạy Việt sử. Ban thực nghiệp, các lớp dạy diện kỹ nghệ, vô tuyến điện, họa kỹ nghệ và công chánh, giám thị công trường, quảng cáo, y học, máy nổ hai thì, kế toán, kinh tế nhập môn, nhiếp ảnh, nữ công, ước lượng viên, trữ dược, tốc ký. Nhiều lớp mở thêm lần lần tùy theo số giảng viên gia tăng.
Mở ngoặc, 10 năm sau, theo tài liệu nói trên, trường Bách Khoa Bình Dân Sài Gòn Chợ Lớn có những lớp sau đây. Điện kỹ nghệ, vô tuyến điện, họa công chánh, họa kỹ nghệ, giám thị công trường, ước lượng viên, vẽ quảng cáo và trang trí, đánh mái chữ, kế toán đại cương, kế toán xí nghiệp, tốc ký Việt Pháp, nhiếp ảnh, y tá, trữ dược, trợ tá, dược tá, cắt mai, thêu đan, huấn luyện, thanh niên, cấp cứu, đào tạo thư ký hành chánh, bảo hiểm. Anh Chu lập chương trình giảng dạy, quá tham lam nên ngay từ đầu đã có vấn đề thiếu giảng viên. Có những giảng viên, nhất là môn sinh ngữ, đang khi chờ đợi phải lãnh 2-3 lớp. Thế là có một cái nhức đầu cho chúng tôi và tự trách là vừa quá tham lam, vừa quá mù mờ về nhu cầu văn hóa của giới bình dân, cũng như tinh thần hiếu học của họ. Làm sao bây giờ? Âu là phải có một phép lạ nữa để giải quyết vấn đề giảng viên.